đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ biên giới hải đảo, và nhất là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì đã cộng tác với câu lạc bộ Trúc Sinh này mỗi khi Tết đến xuân về để phục vụ cho khán thính giả yêu mến dân ca quan họ Bắc Ninh. Dạ. Và hàng năm thì các anh chị em vẫn về Hội Lim mỗi khi vào ngày 12, 13, 14 tháng Giêng, các chị em vẫn về hát giao lưu với các liệt anh liệt sĩ ở Kinh Bắc. Nghệ sĩ Ngọc Quang có nhắc đến việc là câu lạc bộ của mình thường xuyên về Hội Liêm để tham gia biểu diễn cũng như là giao lưu. Như vậy thì khi mà trở về cái nôi của Quang họ, cảm xúc của các nghệ sĩ của mình như thế nào? Khi mà xa quê ấy mà, thì tất cả các anh chị em mình đều rất là nhớ quê. Và ngồi với nhau ở tại thành phố Hồ Chí Minh hát những cái bài ca quan họ đã là rất quý rồi, đã là rất là sao xuyến trong lòng rồi. Thế mà lại được về với Hội Liêm và đúng ngày hội, và được giao lưu với các liền anh liền chị ở đất Kinh Bắc cũng như là các liền anh liền chị trong đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, thì đó là một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bọn mình rất là sung sướng và cảm động lắm. Và sau khi mà mình được nghe các liền anh liền chị hát rồi thì mình lại cảm nhận rằng là mình sẽ cần phải học hỏi thêm ở mọi người rất là nhiều những cái lời hát cổ, và mình muốn mang những cái điều đó vào thành phố Hồ Chí Minh và mang những cái hiểu biết nhỏ nhoi của mình cũng như của các anh chị em truyền đạt lại cho các anh chị em và những người yêu quan họ trong thành phố Hồ Chí Minh này. Và thực sự thì mình cũng rất là phấn khởi là vì trong 10 năm câu lạc bộ quan họ Trúc Sinh vượt qua bao nhiêu gian khó để hoạt động và tồn tại như ngày hôm nay, thì cũng đã đào tạo được hơn 10 khóa học và có khoảng hơn 400 học viên đã từng học qua các liền anh liền chị trong câu lạc bộ quan họ Trúc Sinh. Dạ. Xin được cảm ơn những nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Trúc Sinh, và hy vọng rằng là hoạt động của câu lạc bộ mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để tạo một sân chơi thật là hấp dẫn cho những người yêu mến quan họ. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng dân ca quan họ là một nét văn hóa rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay với sự du nhập của nhiều luồng văn hóa khác nhau, trong đó có cả âm nhạc nữa, có rất là nhiều người lo ngại rằng là quan họ Bắc Ninh sẽ dần dần trôi vào quên lãng, và đặc biệt là thế hệ trẻ cũng sẽ không còn quan tâm nhiều đến những làn điệu quan họ rất đặc trưng như thế này nữa. Vậy thì câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, Việt Hà xin được hỏi nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc, đó là làm cách nào để chúng ta có thể bảo tồn và phát triển dân ca quan họ được ạ? Tôi nghĩ rằng là cái cách có lâu rồi, bởi không phải bây giờ, mà tôi xem cái quá trình suốt từ 50 năm nay chứ không phải là đến hôm nay ngày hôm nay, thì Đảng và Nhà nước mình đã có những cái kế sách rất hay. Tôi nói là từ trong đào tạo này, rồi từ trong tuyên truyền này, từ trong nghiên cứu này, bảo tồn này, rồi đến việc thành lập cái đàn quan họ như tôi vừa nói lúc nãy, rồi cho đến cái việc mà chúng ta thường xuyên mở những cái câu lạc bộ rồi truyền dạy cho các lớp trẻ bây giờ. Và một cái hiển nhiên nhất mà tôi cho cái sự sống của một cái nền dân ca mà nó muốn tồn tại ấy, thì trước hết tự thân cái dân ca nó phải hay và hấp dẫn. Thì điều đấy, bởi vì tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhạc sĩ lâu nay đó sáng tác dễ hứng lắm, dễ cảm hứng với quan họ lắm. Từ ông nhạc sĩ mà bạn của tôi như ông An Thuyên này, rồi cho đến những cái người lớp trước như anh Nguyễn Viêm, hay là những cái lớp xa xưa nữa như các bác nghệ sĩ, nghệ nhân, thì đều lấy cái nguồn cảm hứng từ quan họ để mà sáng tác. Cho nên bởi vì thế cho nên bây giờ nó có nhiều những cái bài hát như ta được nghe làng quan họ quê tôi. Thế rồi thì là những cái bài, tôi nói những bức tranh tuyệt đẹp như là Phó Đức Phương mà đã sáng tác cách đây đến nửa thế kỷ rồi, là cái bài Thiên Quê Hương Quan Họ. Phải nói rằng là từ thời đó cho đến bây giờ chúng ta vẫn nối tiếp cái dòng này, mà chúng ta vẫn có những cái sản phẩm văn hóa này, thì không thể nói những cái chuyện mà chúng ta lo cái chuyện mai một được. Còn bây giờ nếu mà hiện tại tôi nói ví dụ một đoàn Trúc Sinh ở thành phố và những cái đoàn, những cái hội ở ngoài Lim hay là những cái hội ở ngoài Kinh Bắc, hay là tất cả những cái chương trình nghệ thuật mà chúng ta thường thường cứ thi thoảng lại thấy quan họ phang phảng vất lại ở trên bóng dáng, lại trên truyền hình hay trên phát thanh, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái điều không phải dễ, nước nào cũng có cái đó đâu. Bởi vì mình nhiều khi mình ở trong nước mình nhìn mình không thấy. Chứ tôi có những cái dịp tôi đi một số các nước và tôi cũng đã có nhiều lần được đi nước ngoài, thì có những cái người người ta học cái gương mình. Đấy, để người ta tôi nói cụ thể như Nhật Bản đây, là rất muốn học gương Việt Nam bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Cho nên rất hay mời những cái đoàn nghệ thuật Việt Nam sang, dân tộc Việt Nam sang Nhật Bản biểu diễn. Cho nên những cái điều đó tôi nghĩ rằng chúng ta không hoàn toàn không có lo ngại gì cái này cả, mà tôi thấy với cái bài bản cũ, với những cái điều mà chúng ta đã từng làm, với những cái việc mà chúng ta đã đạt được như vậy rồi, thì tôi tin rằng cái quan họ nó sẽ phát triển mãi. Theo tôi thì ngoài những cái việc như là nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc đã nói, thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh những cái lời ca quan họ cổ rất là hay,
thì mình cũng nên tìm tòi những cái lời ca quan họ mới, một số những sáng tác mới của những cái nghệ nhân hoặc là của những cái tác giả mới về gần đây, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Và biểu diễn làm sao để cho nó phong phú nhưng mà vẫn giữ được cái nét truyền thống. Và cái quan trọng nhất ở quan họ là phải giữ được cái nét riêng, nét truyền thống riêng, kể cả từ trang phục lẫn âm nhạc và lối hát, lối chơi của mình, thì như vậy mới có thể giữ và phát triển được lâu dài. Và một cái điều nữa tôi muốn là cái này là cá nhân riêng bản thân tôi thôi, thì tôi nghĩ rằng là có thể được thì sẽ đưa một số bài dân ca quan họ phổ biến vào các cái trường học để cho các em học sinh hoặc là các em sinh viên, có những người nhiều tầng lớp người ta yêu thích, và như vậy thì là nó sẽ giúp cho quan họ bảo tồn được lâu dài. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, cảm nhận của nghệ sĩ Nhân Dân Đỗ Lộc như thế nào với những tiết mục quan họ qua phần biểu diễn của những nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Trúc Sinh ạ? Tôi thì lâu lắm rồi mới được ngồi với các liền anh liền chị. Thì phải nói rằng là cách đây cũng phải đến 40-50 năm rồi, thì tôi đã từng sống ở Bắc Giang. Và hồi đó là đi sơ tán theo trường nhạc lên ở làng Yên Dũng, thì tôi cũng đã được nghe rất nhiều nghệ nhân hát quan họ, để mình cũng được học những cái thế hệ nghệ nhân mà phải nói như là Bác Tâm, Bác Dạy quan họ thì hay lắm. Bởi vì mỗi một lần mà cụ hát ứ hự với cụ lẩy hạt ở trong cổ này thì không thể có một người nào có thể bắt chước được như cụ Tâm. Thế thì bây giờ cái thế hệ như chúng tôi là sinh viên trường nhạc, bây giờ là cũng là cả thầy cả giáo sư nhạc sĩ rồi, cũng là đều học lại của thầy Tâm ngày xưa, thì vẫn còn nhớ mãi cái đó. Và cái cảm nhận hôm nay ấy, khi được ngồi với các chị ở trong câu lạc bộ Trúc Sinh ấy, thì tôi lại có một cái cảm hứng. Tôi thấy rằng là nếu mà nói đến Trúc Sinh như lại anh Quang với Canh nói ấy, tôi thấy là bởi vì cái cây trúc nó đẹp quá. Nó đẹp không phải chỉ là cái dáng của nó, mà ý nghĩa của nó, mà ngày xưa đó, cái cốt cách, các cụ ngày xưa đã lấy cái cây trúc để mà chỉ cái người quân tử. Đấy, chỉ người quân tử. Cho nên là ở trong nhà mà treo một bức mảnh trúc hay là có một cái cây trúc, cái dáng dấp của một cành trúc mảnh mai đó, thì nó thể hiện cái tính chất thanh tao, tính chất đĩnh đạc, tính chất quân tử của cái người trí thức thời xưa. Thế cho nên là tôi nghĩ cái cây trúc nó đẹp, thì bản thân tôi có 4 câu hôm nay, thì nhân dịp gặp các vị ở đây thì tôi muốn cho Trúc Sinh đẹp mãi và cũng là rạng rỡ mãi với con họ. Thì tôi xin đọc, nếu mà có hay hay là có dở thì canh các chị cũng nhận thấy ở tấm lòng của tôi nhé. Xin mời. Chung vui đến hẹn lại lên, hội xuân kinh Bắc kết duyên điệu tình, liền anh liền chị Trúc Sinh, câu ca quan họ đóa quỳnh tương giao. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhân Dân Đỗ Lộc, cũng như là xin được cảm ơn những thành viên câu lạc bộ Trúc Sinh đã dành cho chương trình ngày hôm nay rất là nhiều những thông tin thú vị và đặc sắc về quan họ. Xin được cảm ơn các vị rất nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi hy vọng là qua chương trình biểu diễn về quan họ hôm nay cùng với các tiết mục của các thành viên đến từ câu lạc bộ Trúc Sinh, phần biểu diễn quan họ truyền thống, và chúng ta qua đó đã hiểu biết hơn về quan họ, một di sản văn hóa phi vật thể, cũng là một nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam ta cần được bảo tồn và phát triển. Vì vậy xin mời quý vị hãy cùng đến với tiết mục Rẽ Phượng Chi Loan qua phần thể hiện của các thành viên câu lạc bộ Trúc Sinh. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục này quý vị nhé. La la la.
từ cho mẹ ơi. Trăm năm gần bó loan cùng phượng, muôn kiếp xin cùng chúc với mai về. Cũng rằng đen trong mi trong con.